Với mong muốn hỗ trợ những bệnh nhân có gia cảnh khó khăn, tiết kiệm chi phí, hơn 10 năm qua, một cụ ông ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã đứng ra vận động các mạnh thường quân và anh em địa phương thành lập đội xe chuyển bệnh không đồng. Từ đó đến nay, những chuyến xe nghĩa tình ấy đã lăn bánh đến các vùng quê để hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, giúp họ vượt qua bệnh tật. Xoay vần với cuộc sống mưu sinh khi tuổi đã cao, ông Nguyễn Văn Hạnh ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang giao việc kinh doanh lại cho các con để dành thời gian tham gia các hoạt động từ thiện. Nghĩa cử cao đẹp bắt đầu từ việc hỗ trợ chi phí thuê xe máy chở người bệnh đến bệnh viện. Thế nhưng, do lo lắng an nguy của người bệnh khi di chuyển bằng xe máy, ông Hạnh kêu gọi người thân, bạn bè góp tiền mua ô tô cũ để chuyển bệnh an toàn, nhanh chóng hơn. Cứ thế hơn 10 năm qua, đội xe chuyển bệnh không đồng của ông đều có mặt kịp thời khi người dân cần, đã cứu giúp nhiều trường hợp thoát khỏi cơn nguy kịch. Thì chú thấy những cái người mà ra đón xe đi không được đó. Chú thấy bây giờ phải có chiếc xe từ thiện để chở những người mà người ta có hoàn cảnh khó khăn đó. Mình chuyển cho người ta chứ để người ta ra mà không có xe gì chân thấy tội nghiệp dữ lắm. Hồi đó còn chiếc xe lôi. Còn chiếc xe lôi chạy đường phố thì mình giúp cho những người đó đưa bệnh tới những cái bệnh viện gần nhất. Nhưng mà sau này thì xe lôi không còn nữa thì chú Tám thấy là cái người mà bệnh đó thì rất là khó khăn. Thì ở đây anh em mình mới hùng lại với nhau đang mua chiếc xe từ thiện. Tấm lòng của anh Tám này rất là tốt. Coi như là trong thời gian 4 năm mà ảnh lúc nào ảnh cũng chở hết chẳng. Thậm chí lên bệnh viện về cô không có tiền về điện ảnh cũng lên chở về luôn. Mưa nắng ban đêm nữa hôm là yêu cầu điện là ảnh đi. À, Ngư là đưa tiền, thí dụ nói thôi chơi tiền xăng đâu thì ảnh nói thôi khỏi, cũng như gia đình khổ quá thì để tiền đó để cho chú là lo bệnh đi. Nhưng mà tôi cũng có nhiều khi trời mình ước ao yêu cầu mà có được đội từ thiện nào mà giúp được chiếc xe tốt hơn á chú, đặng cho ở đây dân chúng đỡ hơn chiếc xe nói chung cũng có hư hoài luôn đó, hư hoài ha, tại vì lấy nó quá cũ kỹ. Bản thân dù không biết lái xe, nhưng trong mỗi chuyến đi, ông Hạnh đều tham gia cùng tài xế để phụ một số công việc. Trung bình mỗi ngày, đội xe của ông chuyển từ 2 đến 4 ca bị bệnh hoặc tai nạn. Bất kể ngày đêm, đội xe vẫn luôn có mặt kịp thời khi người dân liên hệ. Để chiếc xe cấp cứu hoạt động thường xuyên không phải là chuyện đơn giản. May mắn là nghĩa cử cao đẹp của ông Hạnh ngày một lan tỏa, nên nhiều nhà hảo tâm đến tận nhà hỗ trợ thêm chi phí. Điều đó khiến ông cùng mọi người càng có thêm động lực để tiếp tục. Tôi đi làm vậy thì người ta có lời chúc. Chú Tám gắng sống 100 tuổi nha, để giúp đỡ bà con. Mình thấy cũng có cái lời chúc mừng cho mình vậy đó. Rồi khi mình trở về thì mình thấy gia đình ta cũng xuống, người ta cũng có sự cảm ơn. Mà chính vì sự cảm ơn đó không phải là mình nhận cái chỗ cảm ơn, nhưng mà mình thấy người ta, những bệnh nhân, những người thân vui thì mình cũng vui theo. Không chỉ hỗ trợ chuyển bệnh, ông Nguyễn Văn Hạnh ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang còn tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Ở tuổi hơn 70, lẽ ra được an hưởng vui vầy bên con cháu, nhưng niềm vui của ông lại là những chuyến dài trong hành trình giúp đời, giúp người. Với ông Hạnh, làm nhiều việc thiện đã, đang và sẽ giúp cho cuộc sống của bản thân ông có thêm nhiều ý nghĩa, cũng như hỗ trợ được mọi người là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.